Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một cái tựa game có tên là Anime Rangers với lối chơi rất là độc lạ. Đó chính là chúng ta sẽ triệu hồi các nhân vật anime và tấn công căn cứ của đối phương. Nên mình gọi đây là game công thành anh em ạ. Còn thể loại game thủ thành là cái game anh em đặt nhân vật ra để phòng thủ đồ các kiểu. Những cái game như thế thì nó quá nhiều và quá quen thuộc rồi. Vừa mới vào thì chúng ta có hai nhân vật nha, đó chính là Luffy và Goku. Chúng ta có thể quay được thêm những nhân vật khác, nhưng mà trước khi quay thì anh em đợi tí, mình cần nhập một vài cái code. Nói chung là chơi game nào cũng vậy, mới vừa vào chúng ta nên nhập để dễ dàng chơi hơn. Đây là cái code đầu tiên nè. Đấy, nó sẽ cho gem. Code thứ hai anh em chưa kịp nhìn phải không, mình để lại nè. Code thứ 3. Code thứ 4. Trời, rất là nhiều luôn á các bạn. Code thứ 5. Code thứ 6. Code thứ 7. Và code thứ 8. Ồ, cái này không nhập được à? Vậy thôi nè bạn, mình sẽ nhập tiếp tục cái code thứ 9. Cũng không được luôn. Vậy có nghĩa là hai cái cuối nó đã hết hạn anh em ạ. Rồi, tổng cộng được khoảng tầm 625 gem. Teleport tới cái chỗ mà triệu hồi nha. Ở đây thì anh em có thể thấy nhân vật huyền thoại, đó chính là Gojo nè. Đấy, mình sẽ quay 10 lần đi, 125 gem. Tanjiro không có con nào thuộc dạng xịn nữa nha anh em. Tiếp tục. Trời ơi, cứ ra toàn Zoro với lại Tanjiro không anh em ạ. Cảo mà mấy cái con dạng Enkermon hay dạng Abyss á, cái phần trăm nó thấp thì mình cũng không nói, 10%, 27% mà hồi nãy giờ anh em thấy mình không mở ra được. Chắc bây giờ mình sẽ mở một lần thôi, chứ không mở 10 lần nữa nè mà. Gì có vậy? Mấy cái con nhân vật mà 20 mấy %, 10% mình cứ tính nó là 0,mấy % không luôn á. Hiện tại là túi của mình đã full rồi, nên là nó không cho mở nữa. Có nâng cấp cho nhân vật nè. Mình sẽ nâng cấp cho Luffy đi. Rồi ok. Cái con Luffy này là vừa vào game nó cho nha anh em. Trời, lên cấp 9 luôn nè. Vậy là bây giờ mình có thể mở được nhân vật tiếp rồi đó. À, nó mới chuyển sang bán những cái con nhân vật khác ấy nè ạ. Đó, trời ơi, cũng phải vậy chứ. Nói tiện với anh em, mở cái con nhân vật 27% mà mình cứ tính đâu là mở cái con gì hiếm lắm. Hồi nãy giờ biết bao nhiêu gen của mình rồi nó mới chịu xuất hiện. Trời ơi, nó khó mở được nhân vật xịn nữa em ạ. Game này khó lắm. Bỏ trang bị cái con Goku này ra, mình sẽ trang bị Sakura vào. Rồi ok. Về phần quay nhân vật thì cũng đã xong rồi đó. Mình sẽ đi vào ải để chơi cho anh em xem. Nó tương tự những cái tựa game thủ thành vậy đó anh em ạ. Chúng ta sẽ vào một cái khu vực như thế này và chọn map để chơi. Nhưng mà game này không phải là game thủ thành mà là game công thành nha. Khi mà vào thì anh em sẽ biết cái lối chơi nó như thế nào. Ở đây thì chúng ta chỉ có thể chơi được cái map hành tinh Namek thôi. Sao nhiều game họ hay làm cái map này là cái map đầu tiên quá ta. Sao không chịu làm cái map của One Piece là cái map đầu tiên đi. Ngộ ha. Đây nè, rất là nhiều người chơi luôn. Bắt đầu nha. Đang bỏ phiếu nè. Chỉ cần 2 người đồng ý là sẽ bắt đầu. Đó. Sau khi xong á, không phải là anh em lấy nhân vật ra đặt đâu, mà anh em sẽ lít vào để triệu hồi nhân vật ra. Đấy, mấy thanh niên kia sử dụng toàn nhân vật xịn đấy mà. Đây nè, Chúa Trời, Viêm Trụ, Yami, Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ. Máu tới 1000 mấy, 2000 luôn. Trong khi những con quái có 40 mấy máu ấy nè ạ. Mấy anh này mạnh quá rồi, cấp 50 mấy nè, cấp 100 mấy luôn. Trời ơi, đơn giản quá anh em ạ. Thôi không được, đi chung với mấy bạn này thì nó dễ, mình phải chơi một mình thì anh em mới thấy được. Chứ mấy bạn đó mạnh quá trời đất rồi. Ok. Đó, chịu hồi Luffy mũ rơm ra. Luffy nè, mình có nâng cấp lên rồi nên là đam của nó cũng sẽ hơi to so với lại cái con Sakura này nè bạn. Đó, cứ có tiền là chúng ta chịu hồi nhân vật ra. Quỷ quái này cũng không có nổi là mạnh lắm đâu, nhưng mà được cái nó đông nè bạn. Đang đi xuống quá trời đất nè, mình phải mua nhân vật ra liên tục. Đấy, tụi nhân vật này chiêu thức cũng hay lắm nha anh em. Game như thế này chơi cũng vui chứ mà sao mình thấy ít người chơi. Giới hạn tiền của mình là 250 anh em thấy chưa. Nếu mà muốn tăng lên nữa thì chúng ta có thể lít vào dấu cộng nè, tăng được 5 lần. Nhưng mà phải đủ tiền nha mình mới lít vào được. Đây nè, chẳng hạn như 250 trên 250 mình lít vào nha. Đó, thì nó sẽ mở phá lên 300. Tại vì anh em biết sao không, đôi khi nó sẽ có nhân vật mà chúng ta cần rất là nhiều tiền để mua, nên bắt buộc là phải mở phá cái này. Tới căn cứ của đối phương rồi nè, chỉ cần đánh sập là chúng ta sẽ win. Quá dễ dàng. Cái này do là mình muốn chơi cho anh em xem á, nên là mới đi một mình. Chứ mà còn đi chung với những anh đi lúc nãy cấp trăm mấy đồ các kiểu á thì nó quá dễ rồi nếu ạ. Thiệt. Wow, anh em nhìn nè, những bạn này á dẫn theo một lần tới 6 con nhân vật. Ghê chưa. Do là cấp độ cao rồi đó, được trang bị thêm. Trong khi là mình cấp nhỏ quá, chỉ trang bị được có 3 nhân vật à. Thôi vào chơi nha. Cấp 5 thì chúng ta sẽ chọn được cái map chế độ bình thường. Đấy, cứ chờ tiền lên mình mua nhân vật ra thôi, rất là đơn giản. Game này thì nói chung nó không có mang tính chất chiến thuật nhiều bằng những cái tựa game thủ thành đâu nếu ạ. Tại vì cái công việc của chúng ta đơn giản chỉ là mua ra thôi. Đấy, ở phía sau mình nó dồn lên chừng 2 con nữa thôi là khỏe luôn em ạ. Không có gì khó khăn. Mà công nhận admin họ làm chiêu thức cũng hay quá ha. Anh em nhìn chiêu kìa. Cái con Tanjiro thì nó xài vũ điệu hỏa thần hay sao á, chém ra lửa anh em thấy chưa. Ban đầu mình vào chơi cái tính đâu là nhân vật nào các kiểu nó cũng sẽ không có chiêu, nó chỉ đấm thôi. Ai ngờ là có cả chiêu thức. Đây nè, tới rồi. Chờ tụi Luffy nó đánh bại là xong. Rê được 3 cục nguyên liệu nè. Không biết làm gì ha. Cấp độ 3, thêm 2 cấp nữa. Ủa, mình bên phe của cái con Riza hả ta. Nè, tàu của Riza nè. Mà mình thả nhân vật từ đây ra để đánh chiếm cái hành tinh Namek. Trời ơi. Vậy tính ra mình là bên nhân vật phản diện anh em ạ. Tụi quái này có 20 máu tuổi gì anh em. Trừ khi nó quá đông thôi chứ. Từng con ra thì mình đánh bại dễ dàng. Mà tiếc hơn anh em thấy mình nhập code quá trời xem. Mở được đúng một con nhân vật dạng uncommon mấy chục % anh em ạ. Làm như game nó để phần trăm có lệ vậy á, 10%, 27% mình mở hoài không ra. Vậy anh em nào mà mở được cái con nhân vật dạng huyền thoại chắc cũng hay dữ lắm á, thực sự. Game ảo bãi trưởng. Mình thấy ảo nhất là cái khúc mở như vật thôi. Mà chẳng lẽ mình xui? Làm gì xui kiểu vậy em ạ? Mở mấy chục lần với ít gì. Chẳng hạn như mình chơi cái tựa game Root Battle Royale đi, mấy trái quỷ mà nó 1% hay là không phải mấy %, mình mở vài phát còn ra. Còn game này 20 mấy %, 10%, mình mở mấy chục lần không thấy ra nữa mà. Rồi ok, chiến thắng. Đi ra ngoài nha. Nói chung á, chắc tới đây cũng được rồi. Hôm nay chủ yếu là thấy có một cái tựa game công thành. Lối chơi này nó khá là lạ và thú vị á, nên vào quay clip cho anh em xem. Thiệt lạ mà. Từ đó giờ anh em thấy là toàn những cái tựa game thủ thành là nhiều, chứ những cái tựa game công thành thì được bao nhiêu game đâu anh em. Giờ thì không còi nữa, mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em. Hãy vào và trải nghiệm thử mở nhân vật xem anh em có hên hơn mình hay không. Chứ cái gì đâu mà mở mấy chục lần được cái con dạng Ancommon vậy thôi á. Xui thực sự.